nó bằng cái cùm tay luôn á bà con, to dữ lắm luôn, nó to hơn cái gốc sầu riêng luôn á. Rồi Ly sẽ đi quay tiếp theo ha. Đây là những cái lô mai. Hôm nay thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây mít Thái nha bà con. Cây mít Thái thì chúng ta trồng trong vòng từ 15 đến 18 tháng là bạn này đã ra trái bói nha. Giá trị kinh tế cực kỳ cao luôn nha bà con. Bạn này thì đang được xuất khẩu ha. Thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta cập nhật thêm về cây mít Thái này nha. Cái cây này mang lại kinh tế thật sự rất là cao ha. Giá trị của bạn này có lúc rẻ nhất thì 5.000 trên 1 kg nha bà con. Còn lúc mà mắc nhất thì là sẽ 70.000 trên 1 kg ha. Một trái như vậy là thu tiền triệu luôn á bà con. 1 triệu trên trái á. Thế loại cây giống của bên trung tâm cây giống thì cũng rất là nhiều ha. Này là mít nè. Mít này thì lô nhỏ nha bà con. Gốc nhỏ thì giá tiền nó sẽ nhỏ hơn cây gốc to ha. Nhưng mà bên trung tâm cây giống thường là ghép với số lượng rất là nhiều. Mít đám thì bên trung tâm cây giống sẽ mua nguyên một lô, nguyên một đám như vậy. Thì lúc nào nó cũng sẽ có những cái cây nhỏ, cây to ha. Những cái cây mà nó to, nó tốt. Còn có những cái cây nó hơi nhỏ hơn tí xíu. Thì bên trung tâm cây giống sẽ có những cái lô mà gốc nhỏ. Rồi có những cái lô gốc to luôn ha bà con. Cái lô này thì gốc từ 1 phân thôi ha. 1 phân thôi. 1 phân tới 1 phân 2 thôi. Nhưng mà cái phát triển rất là tốt ha bà con. Tùy theo cái nhu cầu của quý bà con chúng ta thôi nha. Nếu như trồng mít thì chúng ta cũng không trồng những cái cây nhỏ quá. Giống như là cây dưới 1 phân thì chúng ta trồng thì bạn đó thì chậm phát triển hơn. Còn cây to quá thì cũng không tốt nữa ha bà con. Chỉ dạng chung chung thôi. Từ 2 phân trở lại thôi ha bà con. Này là, lô này là gốc nhỏ nè. Còn bên đây cũng gốc nhỏ nữa nè ha. Ly sẽ đi hết mấy dòng cho quý bà con chúng ta xem nha. Số lượng thì rất là nhiều ha. Cây này thì lên được 2 cặp lá rồi nha bà con, 2 cặp lá rồi nè. Chuẩn bị lên cặp lá thứ 3 ha. Gốc đây. Gốc rất là đỏ ha. Cái này là gốc nhỏ thôi nha bà con. Đây là gốc nhỏ thôi. Ly sẽ đi quay hết một dòng gốc nhỏ cho quý bà con chúng ta cùng xem, rồi Ly sẽ đi quay cái gốc to hơn nha. Gốc này thì từ 1 phân tới 1 phân 2 thôi ha bà con. Gốc thì nó nhỏ. Rồi bây giờ thì Ly sẽ đi quay cái gốc thứ 2 nè. Gốc to hơn tí xíu nè. Gốc đây ha. Cái này thì nó mới lên được 2 cặp lá thôi nha bà con. Nó chuẩn bị lú thêm 1 cặp 3 lá thứ 3. Gốc đây. Gốc này thì gốc từ 1 phân 2 ăn lên nha. Cây hoàn toàn được xả nắng hết nha bà con. Nếu như cô chú anh chị mà mua những cái lô mít mà được xả nắng như vậy thì chúng ta trồng mà nó sẽ đỡ bị sốc nắng nha bà con. Gốc rất là xinh nè. Gốc nào cũng như gốc nấy hết ha. Đó. Rất là láng nha bà con. Nếu như cô chú anh chị mà muốn đầu tư về cây mít Thái, tại vì cái bạn này nó hay bị xì mũ và nó hay bị sơ đen ha bà con. Cái thứ nhất, cái đầu tiên của chúng ta đi mua giống là chọn gốc. Gốc là đầu tiên ha bà con. Gốc phải đỏ như vậy, nó già như vậy ha. Nó dài như vậy nè. Nó sẽ lóng thưa ha. Đặc biệt là không lựa những cái gốc nứt luôn nha. Gốc nứt là sau này chúng ta trồng là cái cây nó chậm phát triển. Chứ nó sẽ bị xì mũ ha bà con. Nó xì mũ rồi thì cây nó chậm phát triển lắm. Nếu như chúng ta mà trồng cho trái đi chăng nữa thì trái nó cũng sẽ nhỏ. Nó không có to. Nó không có to khi mà quý bà con chúng ta chọn những cái lô mà gốc đẹp như vậy ha. Chúng ta đầu tư cây giống sẽ xác định là bạn đó đồng hành cùng quý bà con chúng ta khoảng thời gian rất là dài nha bà con. Từ khi mà đặt cây giống mà tới khi mà cái cây này nó không còn tuổi thọ trên dưới 10 năm. Thì quý bà con chúng ta mà cây lúc đầu tiên chọn giống là cái khâu rất là quan trọng nha. Đó. Cây giống nè, phải là chất lượng ha. Mít này là mít Thái chăn gai da xanh nha bà con. Tên đầy đủ của bạn này là mít Thái chăn gai da xanh nha. Đây, cây rất là đẹp ha. Đi bo nè. Đây. Thì sẽ đi hết một vòng luôn ha. Gốc nào cũng như gốc nấy hết đó nha bà con. Những cái cây mà cái gốc nứt á, thì bên trung tâm cây giống sẽ loại bỏ ra, bán cái hàng thanh lý nha bà con. Cái đó thì bên trung tâm cây giống sẽ loại ra bán cái hàng thanh lý rồi. Tại vì bên trung tâm cây giống luôn nhân giống với số lượng rất là nhiều ha bà con. Thì nhầm khi cũng sẽ bứng lên những cái cây nứt như vậy. Tại vì mua nguyên một đám á, đám rất là nhiều ha. Mua xô nguyên một đám rất là nhiều, xong rồi về bên trung tâm cây giống sẽ phân loại ra, giống như gốc nhỏ, gốc to gì đó, bên trung tâm cây giống sẽ ghép ha bà con. Và những cái quy trình nhân giống như thế nào thì những cái video sau thì Ly cũng muốn chia sẻ để cho quý bà con chúng ta cùng tìm hiểu nhiều hơn về cái quy trình khép kín nhân giống của bên trung tâm cây giống ha. Đây. Gốc là đẹp nè, cây nào cũng như cây nấy hết ha.
Đó. Gốc rất là rõ ha bà con. Gốc này thì nó khoảng 1 phân 7 nè. Trồng những cái lô mít mà vừa vừa như vậy cây rất là nhanh phát triển ha bà con. Còn đây một lô nữa nè. Gốc này thì thôi khỏi nói luôn ha. Quá trời to luôn nè. Nó bằng cái cùm tay luôn á bà con. To dữ lắm luôn. Đây ha. Đó. Nó to hơn cái gốc sầu riêng luôn á. Rồi Ly sẽ đi quay tiếp theo ha. Đây là những cái lô mai nè ha bà con. Mai nè. Đây ha. Thường thì Ly chia sẻ là Ly sẽ quay gốc là nhiều hơn là quay cái quay ngọn nha bà con. Tại vì cái gốc nó rất là quan trọng hơn cái ngọn ha. Cái ngọn quý bà con chúng ta nhìn vô là quý bà con chúng ta sẽ thấy được cái ngọn nó đẹp hay là nó xấu rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là cái gốc ha. Chia sẻ luôn, chia sẻ về cái gốc nè. Gốc phải già, phải đỏ ha bà con, lóng luôn thưa. Cây nó phẳng đẹp ha. Đây. Đó, rất là nhiều ha bà con. Rất là mập luôn nè. Cái bo nè. Bo mập dữ lắm luôn nè. Đây. Đó. Rồi cái video này Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cái cây mít nha bà con. Cây mít Thái siêu sớm trang gai da xanh ha. Cây trồng kinh tế cực kỳ cao luôn nha. Và đây cũng đang soạn hàng cây bơ để đi giao cho chủ đầu tư đây ha bà con. Bà con nào đã từng yêu mến kênh Trung Tâm Cây Giống thì cho Ly xin một nút đăng ký. Và đừng quên đăng ký kênh nha bà con để luôn luôn cập nhật những video mới nhất từ bên Trung Tâm Cây Giống up lên. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại vào 18:30 hàng ngày. Ly cũng tiếp tục chia sẻ cho quý bà con chúng ta về những loại cây giống và những kỹ thuật đi vườn nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.